làm bánh bọc miên. Thì từ thời Trung cổ thì từ thời rất là xưa xưa rồi, ở châu Âu thì họ phát minh, họ tìm thấy ra một cái loại cỏ, cái tên khoa học của nó là Galena officinalis, và cái loại cỏ đó thì họ thấy là có thể có tác dụng là kích thích tiết sữa mẹ, và có thể cái điều trị cái triệu chứng đó là khát nước nhiều và đi tiểu nhiều. Và đến những năm 20 của thế kỷ 20 á, ngày khoảng năm 1920 á, thì Galagen đó là thuộc nhóm biguanid, là cái chất này được tổng hợp và người ta nghiên cứu là cái chất này có tác dụng làm giảm đường huyết trên động vật. Và 2 năm sau đến năm 1922 thì metformin lần đầu tiên được được tìm thấy và được phát minh ra, được biết đến bởi hai nhà hóa học đó là Emil Gardner và James Bell. Và đến khoảng 20 năm sau, đến năm khoảng năm 1940 thì Palubrin là thuộc nhóm biguanid, có tác dụng, người ta thấy họ họ dùng cái thuốc này để điều trị sốt rét, và trên những cái nhóm bệnh nhân này họ cũng ghi nhận là có những cái triệu chứng của tình trạng là giảm đường huyết. Và đến năm 1949 thì Garcia đã thử nghiệm metformin trong quá trình điều trị bệnh cúm ở Philippines, và ông cũng đã ghi nhận là có tình trạng hạ đường huyết được ghi nhận. Nhưng mà một trong những cái cột mốc quan trọng trong việc ứng dụng metformin trên lâm sàng đầu tiên đó là năm 1957, bác sĩ Jean Stem cùng các đồng cộng sự tại Pháp thì đã áp dụng điều trị đái tháo đường với thử nghiệm lâm sàng đầu tiên về metformin, và ông ghi nhận là tiến hành thử nghiệm metformin trên người thì ông thấy cái sản phẩm này có độ dung nạp tốt và có ảnh hưởng trên đường huyết. Lúc đó thì ông chỉ ghi nhận là có ảnh hưởng trên đường huyết ở mọi loại đái tháo đường, là những loại bệnh nhân là có cần phải chích insulin hay không. Tuy nhiên, nhưng mà họ thấy là vẫn còn quá sớm để biết là metformin có vai trò điều trị đái tháo đường hay không. Và đến 2 năm sau thì metformin đã bắt đầu được đưa ra thị trường với tên thương mại là Lupofaige. Lupofaige có nghĩa là yếu tố ăn đường, với phage hay là ăn, còn luco là đường, yếu tố ăn đường. Và Lucofa từ đó được phê chuẩn và điều trị đái tháo đường tiếp 2 đầu tiên tại Pháp. Đến năm 1960, cũng bác sĩ John Snell đã bước đầu, ông đã mô tả về cơ chế tác động của metformin. Thì ông ghi nhận đó là metformin làm bình thường hóa đường huyết hơn là hạ đường huyết. Bởi vì ông ghi nhận là ở người khỏe mạnh mà nếu mà dùng metformin thì cũng không gây hạ đường huyết đáng kể, không có nguy cơ gì hạ đường huyết nghiêm trọng. Và metformin không kích thích đáng kể việc tụy tiết insulin, nhưng mà giúp insulin hoạt động tại cơ quan đích tốt hơn. Và ông nhấn mạnh cái vai trò tác động của metformin giúp làm giảm đường huyết là thông qua sự cải thiện độ nhạy cảm của insulin qua tỷ lệ thể, cũng như sự thay đổi chuyển hóa glucose ở ruột. Tuy nhiên, tại thời điểm này thì các tác dụng phụ của metformin chưa có nhiều bằng chứng và chưa có nhiều nghiên cứu nhiều. Và đến 10 năm sau, năm 1967, thì metformin 850 đã được phê duyệt tại Pháp. Một năm sau là năm 1968 thì đã có một cái nghiên cứu đối đầu so sánh giữa metformin và sulfonylurea thế hệ thứ nhất, đó là chlorpromazine trên 77 bệnh nhân đái tháo đường béo phì và có phối hợp với chế độ ăn. Thì nghiên cứu đã ghi nhận là metformin giảm từ 1 đến 3 kg, trong khi nhóm sulfonylurea thì tăng khoảng 5 kg sau 12 tháng điều trị. Tuy nhiên, có một biến cố vào khoảng những thập niên 70 đã dẫn đến cái việc là người ta bắt đầu, người ta hạn chế, lo ngại điều trị đái tháo đường bằng metformin, bởi vì người ta ghi nhận các biến cố nhiễm axit lactic và tăng biến cố tim mạch của fenfluramine. Fenfluramine là cũng là một thuốc thuộc nhóm biguanid. Thì năm 1971 thì fenfluramine bị rút ra khỏi thị trường là do cái thử nghiệm lâm sàng DGDP, họ ghi nhận là khi mà dùng fenfluramine thì làm tăng tỷ lệ tử vong và tăng tỷ lệ tim mạch so với giả dược. Và đến năm 1977 thì fenfluramine bị ngừng sản xuất tại Hoa Kỳ, và ngay cả buprenorphine cũng bị ngừng sản xuất tại châu Âu bởi vì nguy cơ nhiễm toan axit lactic. Và đến năm 1978 thì người ta phải làm các nghiên cứu để khảo sát lại về dược động học của metformin để đánh giá các tác dụng phụ của thuốc. Thì khi mà đánh giá các nghiên cứu và các đặc tính về dược động học của các thuốc thuộc nhóm biguanid là metformin, fenfluramine và buprenorphine, thì bên cạnh những cái đặc tính ví dụ như là tính
hòa tan tính gắn với màng tinh thể, ức chế chuyển hô hấp hay là các vị trí ly giải trên con đường yếu khí theo quá trình chuyển hóa, thì quan trọng nhất đó là cái tỷ lệ nhiễm axit lactic của metformin khi so sánh với fenformin hay buprenorphine thì rất là thấp, chỉ bằng khoảng 1/10. Người ta tính cái biến cố mà nhiễm axit lactic do metformin đó thì khoảng chỉ từ 3 cho đến 9 người trên 100.000 bệnh nhân một năm, và một số nghiên cứu thì họ thấy là thậm chí cái tỷ lệ này còn thấp hơn, so tỷ lệ nhiễm axit lactic do metformin nó còn thấp hơn tỷ lệ nhiễm axit lactic ở những bệnh nhân không dùng metformin nữa. Do đó chúng ta có thể thấy là cái tỷ lệ nhiễm axit lactic do metformin khá là thấp nếu mà chúng ta dùng đúng chỉ định. Vậy quay một chút là về dược độc học của metformin. Metformin công thức hóa học đó là dimethylbenzoate hydrochloride. Người ta thấy nếu một bệnh nhân uống khoảng từ 500 cho đến 1.000 mg metformin thì cái thời gian mà để nồng độ thuốc đạt nồng độ tối đa đó là sau khoảng 2,5 giờ với nồng độ tối đa là 2 microgram trên ml, và cái thời gian bán hủy thuốc là từ 6 cho đến 7 giờ và 80% thuốc được đào thải qua thận. Thì quay lại một chút là về lịch sử hình thành insulin và các thuốc điều trị đái tháo đường. Nếu như năm 1921, đó là đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc điều trị đái tháo đường, đó là sự ra đời của Best và Banting đã phát minh ra insulin và chiết xuất từ insulin từ tụy của động vật. Thì đến khoảng năm 1950-60 thì có sự ra đời của sulfonin ura thế hệ thứ nhất, mà hiện nay gần như là sulfonin ura thế hệ thứ nhất chúng ta sẽ không sử dụng nữa. Và đến năm 1957 thì sự ra đời của metformin. Thì như chúng ta thấy một cái quá trình hình thành lịch sử khoảng 100 năm nay thì những cái thế hệ có một cái quá trình lịch sử đơn dài, thì như là metformin là một trong những cái thuốc mà đầu tiên được dùng để điều trị đái tháo đường với một cái lịch sử lâu dài, và chúng ta có rất là nhiều kinh nghiệm so với những cái nhóm thuốc mới hiện bây giờ, ví dụ như là ức chế men D4 hay động vật thụ thể SGLT2 chỉ khoảng từ 10 đến 20 năm gần đây mà thôi. Thì cơ chế chính của metformin đó là tác động lên cơ chế đề kháng insulin, tác dụng tại ruột là giảm hấp thu đường tại ruột, tác dụng lại gan đó là giảm quá trình tân tạo glucose và giảm quá trình ly giải glucogen tại gan, tác dụng trên cơ là đưa đường vào mô cơ, giúp tăng quá trình tân tạo glycogen tại cơ, và cuối cùng, mục đích cuối cùng là để làm giảm đường huyết. Vậy những cái nghiên cứu nào đánh dấu một cột mốc quan trọng để bắt đầu để đưa metformin bắt đầu sử dụng lại vào thị trường? Đó là nghiên cứu UKPDS. Nghiên cứu này có thể nói là một cái nghiên cứu là nền tảng, là bản lề trong điều trị đái tháo đường type 2 của chúng ta cho đến hiện nay. Đây là một nghiên cứu đa trung tâm ngẫu nhiên trên hơn 5.000 bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại Anh Quốc, và cái thời gian nghiên cứu rất là dài, 20 năm. Thì đến năm 1997 nghiên cứu này kết thúc, và năm 1998 thì các kết quả hay công bố đều cho thấy là metformin giúp làm giảm nguy cơ tim mạch trong việc điều trị đái tháo đường type 2 giữa nhóm điều trị tích cực so với nhóm điều trị thường quy. Và chính từ năm 1997 năm 1998 đã đưa metformin dần trở lại vào thị trường và lấy lại cái vị thế vốn có của metformin. Đến những cái nghiên cứu khác là năm 1989 thì nghiên cứu Big Pro bắt đầu được khởi động và nghiên cứu hiệu quả của metformin trên tình trạng đề kháng insulin ở những bệnh nhân đái tháo đường type 2 có béo phì, và cho thấy lợi ích của metformin trong hội chứng đề kháng insulin. Thì gần đây hơn năm 2002, nghiên cứu DPP được thực hiện cho những bệnh nhân tiền đái tháo đường thì cho thấy là metformin giảm 31% nguy cơ diễn tiến thành đái tháo đường so với giả dược. Và chính vì vậy metformin đã dần dần được đưa vào khuyến cáo cho việc điều trị đái tháo đường type 2, và không những vậy đưa vào điều trị khuyến cáo mà metformin còn được thuốc là ưu tiên lựa chọn khởi đầu đầu tay cho những bệnh nhân đái tháo đường type 2. Cụ thể là Liên đoàn Đái tháo đường Thế giới năm 2005 đã khuyến cáo được metformin làm phương thức khởi trị cho bệnh nhân đái tháo đường type 2. 10 năm sau đó, nếu năm 1998 là sự bùng nổ công bố của nghiên cứu UKPDS, thì cái hậu nghiên cứu của nghiên cứu UKPDS sau theo dõi 10 năm thì lại càng nhấn mạnh tầm vai trò quan trọng của metformin, cho thấy là metformin tiếp tục làm giảm nguy cơ tim mạch trên những bệnh nhân đái tháo đường type 2 sau 10 năm theo dõi của nghiên cứu UKPDS. Cụ thể là
giảm 21% tỷ lệ tử vong liên quan đái tháo đường, giảm 27% tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân và giảm 33% nhồi máu cơ tim so với những nhóm bệnh nhân không được điều trị tích cực trước đó. Và chính vì vậy đến năm 2021 thì Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa metformin vào danh mục thuốc thiết yếu toàn cầu, và năm 2018 thì Bộ Y tế cũng đưa thuốc vào danh mục thuốc thiết yếu của Việt Nam. Vậy metformin đưa vào khuyến cáo khởi trị cho những bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 theo rất là nhiều khuyến cáo của Liên đoàn Đái tháo đường Thế giới, khuyến cáo của Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ, khuyến cáo của Hiệp hội Đái tháo đường châu Âu, và ở Việt Nam thì chúng ta có hướng dẫn của Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam. Đây là khuyến cáo của Liên đoàn Đái tháo đường Thế giới. Thì sau khi không ngoài một bên cạnh cái quá trình đó là thay đổi lối sống, thì một cái lựa chọn đầu tiên đó là chúng ta ưu tiên lựa chọn metformin. Trước đây các khuyến cáo của Liên đoàn Đái tháo đường châu Âu cũng như Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ thì đều cho metformin là lựa chọn đầu tay. Nhưng gần đây với sự trỗi dậy của SGLT2 thì dần như người ta thấy, người ta đặt, thậm chí một số tác giả đặt câu hỏi là có phải sau này SGLT2 sẽ thay thế metformin, có vai trò của metformin hay không? Đây là khuyến cáo của Liên đoàn của Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ năm 2022. Tuy nhiên chúng ta sẽ nhìn kỹ lại ở một cái góc trên, ở đây first line therapy hay ở trên, trước khi nhắc đến những bệnh nhân có bệnh lý tim mạch sơ vữa hay không, có nguy cơ hại đường huyết hay không, có cần giảm cân hay không, thì first line therapy ở đây Liên đoàn Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ cũng nhấn mạnh đó là những cái lựa chọn đầu thay first line therapy sẽ phụ thuộc vào số bệnh nồng mắc của bệnh nhân, các yếu tố mà lấy bệnh nhân làm trung tâm, bởi vì không phải bệnh nhân nào cũng giống bệnh nhân nào, bao gồm những cái vấn đề như là chi phí và khả năng tiếp cận về thuốc và nhu cầu xử trí của bệnh nhân. Và thường thường là sẽ bao gồm đó là metformin và thay đổi lối sống. Do đó như chúng ta thấy là ngay cả những khuyến cáo mới đây nhất của Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ 2022 thì first line therapy chúng ta thấy vẫn có sự hiện diện của metformin. Khi mà chúng ta dùng metformin, một trong những điều chúng ta lo lắng đó là vấn đề tình trạng suy thận của bệnh nhân, coi bệnh nhân có thể tiếp tục sử dụng được metformin hay không. Thì đây là khuyến cáo của Hội Thận học KDIGO 2020 về điều trị đái tháo đường trên những bệnh nhân có nhóm bệnh thận. Nếu bệnh nhân có độ lọc cầu thận dưới 30 phút thì chúng ta không dùng. Nhưng nếu bệnh nhân có độ lọc cầu thận từ 45 cho đến 60 phút thì lúc đó chúng ta vẫn có thể khởi trị bằng metformin. Chúng ta có thể dùng từ liều thấp tăng dần để hạn chế tác dụng phụ, thế là 500 mg hoặc là 850 mg, và sau một tuần thì chúng ta có thể tăng liều dần dần để kiểm soát được đường huyết. Còn nếu như độ lọc cầu thận bệnh nhân chỉ từ 30 cho đến 45 phút thì chúng ta cũng khởi đầu nhưng mà từ từ phân nửa cái liều, và tăng dần liều từ từ. Tuy nhiên cái liều tối đa chỉ là được phân nửa cái liều tối đa khi mà chúng ta dùng full liều mà thôi. Và một trong những cái tác dụng phụ mà người ta hay nghe nói đến đó là tác dụng là thiếu vitamin B12 do dùng metformin. Thì các khuyến cáo họ ghi nhận là chúng ta có thể theo dõi tình trạng thiếu vitamin B12 này mỗi năm. Tuy nhiên là dùng lâu dài như thế nào, là người ta ghi nhận là nếu như bệnh nhân dùng metformin phải trên 4 năm, có nghĩa là phải khoảng từ 5 năm trở lên, lúc đó bệnh nhân mới có nguy cơ thiếu vitamin B12. Hoặc là đối với những bệnh nhân mà có nguy cơ thiếu vitamin B2, ví dụ như bệnh nhân thiếu yếu tố nội tại của dạ dày hay những bệnh nhân cắt dạ dày, thì lúc đó chúng ta mới nghi ngờ mà chúng ta xem xét cho bệnh nhân. Và khi dùng metformin thì chúng ta sẽ theo dõi chức năng thận của bệnh nhân. Nếu độ lọc cầu thận của bệnh nhân mà bình thường thì chúng ta theo dõi mỗi năm, mà nếu độ lọc cầu thận của bệnh nhân suy giảm từ 30 đến 45 phút thì chúng ta theo dõi khoảng mỗi từ 3 đến 6 tháng. Vậy quay lại về Việt Nam thì khuyến cáo của Bộ Y tế Việt Nam năm 2020 chúng ta thấy metformin vẫn giữ được cái vị trí của nó, vẫn là một cái điều trị đầu tay với metformin và thay đổi lối sống. Do đó dường như các khuyến cáo thì vẫn vẫn ưu tiên lựa chọn metformin hơn. Và cụ thể là cái việc metformin là được nới rộng chỉ định thuốc. Nếu như trước đây thì metformin chống chỉ định nên được lọc cầu thận dưới 60 phút, rồi sau đó là thay đổi lại dưới 45 phút, thì gần
Thì cụ thể là gần đây nhất thì năm 2016 thì Cục Quản lý Thuốc và Cục Quản lý Dược phẩm của Mỹ và Hoa Kỳ, Mỹ và châu Âu thì đã nới rộng chỉ định metformin trên nhóm bệnh nhân chúng ta có thể dùng khi độ lọc cầu thận cho đến 30 ml/phút, và FDA và EMA cũng đã nới rộng chỉ định điều trị metformin trên nhóm bệnh nhân có suy tim ổn định, và tình trạng suy tim ổn định chúng ta vẫn có thể sử dụng metformin không phải là chống chỉ định. Về liều lượng thì chúng ta có metformin sẽ có hai cái dạng, đó là dạng chuẩn và dạng phóng thích kéo dài. Viên hàm lượng chuẩn thì chúng ta sẽ có liều là cái viên hàm lượng viên 500, 850 hoặc là 1.000, với cái liều tối đa là 2.550 mg một ngày. Theo một số tài liệu khác, sách vở thì textbook đó, thì thậm chí người ta có thể cho liều metformin tối đa lên tới 3.000 mg một ngày. Đó là đối với metformin dạng dạng chuẩn. Còn đối với dạng phóng thích kéo dài thì chúng ta sẽ thấy liều tối đa là 2.000 mg một ngày. Việc chỉnh liều metformin theo chức năng thận, nếu chức năng thận bình thường trên 60 ml/phút, độ lọc cầu thận trên 60 ml thì chúng ta cứ dùng không có chống chỉ định gì cả. Nếu độ lọc cầu thận bệnh nhân từ 45 đến 60 ml/phút thì chúng ta vẫn dùng, nhưng mà chúng ta cần theo dõi độ lọc cầu thận mỗi 6 tháng. Và khi độ lọc cầu thận giảm từ 30 đến 45 ml/phút thì chúng ta cần dùng thận trọng và chúng ta dùng liều thấp khoảng 50% của liều tối đa và theo dõi độ lọc cầu thận mỗi 6 tháng. Còn nói như bệnh nhân mà chưa bao giờ dùng metformin thì chúng ta hạn chế khởi trị cho bệnh nhân và chống chỉ định khi độ lọc cầu thận dưới 30 ml/phút. Và một số các chống chỉ định khác, ví dụ bên cạnh như bệnh nhân dị ứng thuốc thì những cái tình trạng như bệnh nhân nhiễm toan chuyển hóa, nhiễm acid lactic, nhiễm cetonacid, bệnh nhân đang có hôn mê, đái tháo đường, hôn mê tăng áp lực thẩm thấu, hay các trường hợp mà có thể làm thay đổi chức năng thận như là bệnh nhân như là mất nước, nhiễm trùng nặng hay là sốc thì chúng ta cũng không nên dùng. Các tình trạng như thiếu oxy mô như là bệnh nhân có suy tim mất bù, suy hô hấp, nhồi máu cơ tim cấp, hay những bệnh nhân là suy gan, ngộ độc rượu, cấp tính hay nghiện rượu, hay là có thai cho con bú thì chúng ta cũng không sử dụng. Một số thận trọng như chúng ta cần ngưng metformin 24 giờ trước khi dùng thuốc cản quang đường tĩnh mạch, ví dụ như bệnh nhân cần chụp CT chúng ta nên thận trọng, chúng ta nên ngưng trước một ngày. Hay là những bệnh nhân phẫu thuật thì chúng ta cũng ngưng metformin trước 24 giờ và 48 giờ sau khi phẫu thuật. Chúng ta cần kiểm tra chức năng thận đều đặn trước khi bệnh nhân dùng metformin. Và hồi nãy như tôi đề cập là nếu như bệnh nhân dùng metformin lâu dài hoặc trên 5 năm thì chúng ta bệnh nhân có thể có nguy cơ bị thiếu vitamin B12. Tuy nhiên chúng ta không cần phải định lượng vitamin B12 mà chúng ta chỉ cần đo công thức máu hàng năm của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân không thiếu máu hồng cầu to thì lúc đó chúng ta có thể yên tâm là bệnh nhân, tương đối yên tâm là bệnh nhân sẽ không bị thiếu vitamin B12. Vậy tại sao metformin được ưu tiên lựa chọn? Những cái tác dụng về lợi ích tim mạch thì một lát tiến sĩ Nam sẽ trình bày, còn tôi xin nó trình bày một cái khía cạnh khác, đó là chi phí về giá thành. Thì có thể nói metformin là một trong những cái thuốc mà chi phí điều trị khá hợp lý, rất là hợp lý, bởi vì ở Việt Nam thì chi phí điều trị của một viên metformin so với một viên ức chế NAD4 thì chỉ bằng khoảng 1/6, có nghĩa là một viên NAD4 có thể mua được 6 viên metformin, hay một cái viên SGLT2 thì có thể mua được đến 9 đến 10 viên metformin mà hàng chính hãng. Do đó chúng ta thấy cái chi phí điều trị cho bệnh nhân rất là tốt, phù hợp với những cái nước mà có điều kiện kinh tế như nước Việt Nam chúng ta. Về liều tối ưu cho bệnh nhân, hồi nãy là tôi trình bày là liều tối đa, thì liều tối ưu thì theo các nghiên cứu này thấy là liều tối ưu mà dùng metformin có hiệu quả là khoảng 2.000 mg một ngày. Và để hạn chế một cái số tác dụng phụ trên đường tiêu hóa thì với công nghệ bào chế thuốc ở đây, họ bào chế ra thuốc có tác dụng kéo dài, cái dạng extend release. Và khi mà bệnh nhân dùng cái loại thuốc phóng thích kéo dài thì bệnh nhân nên đốt trọn viên thuốc, thì bệnh nhân đừng có nhai ra, sẽ làm hư cái khung polymer bên ngoài, sẽ làm thay đổi cái khả năng phóng thích chậm của thuốc. Nếu dùng cái dạng mà extend release thì bệnh nhân chỉ cần dùng một lần một ngày mà hạn chế được tác dụng phụ trên đường tiêu hóa. Thì cái dạng bào chế extend release này người ta ghi nhận là có thể giảm đến 58% những cái tác dụng phụ mà thường gặp của metformin dạng chuẩn. Nó là giảm tác dụng phụ tiêu chảy, giảm các triệu chứng ví dụ như là buồn nôn, đầy bụng, khó tiêu của bệnh nhân.
Về hiệu quả của metformin trong cả trong nhóm thuốc điều trị đái tháo đường thì ngoại trừ insulin thì chúng ta thấy metformin và sulfonylurea là một trong những cái thứ thuốc mà giảm được HbA1c rất là tốt, và đặc biệt là metformin có thể giảm được HbA1c cực kỳ tốt trên nhóm những bệnh nhân thừa cân béo phì. Vậy 100 năm kể từ ngày phát minh ra metformin là năm 1922, năm nay là năm 2022. 100 năm từ ngày người ta phát minh ra metformin thì metformin có còn những ứng dụng gì trong tương lai hay không? Và bắt đầu họ nghiên cứu, các nhà khoa học trên thế giới bắt đầu họ nghiên cứu những ứng dụng metformin trên những nhóm đối tượng mới. Ví dụ như nhóm bệnh nhân đái tháo đường tiếp 1 hay nhóm bệnh nhân đái tháo đường mà mang thai, hay là những cái tác dụng mới thì những cơ chế chống lão hóa hay là tác dụng phòng ngừa ung thư chẳng hạn của metformin, thì có lẽ chúng ta sẽ cần nhiều thời gian hơn để sẽ ta thấy metformin có những cái ứng dụng gì cho tương lai hay không. Vậy để tóm tắt lại phần trình bày hôm nay thì về quá khứ thì chúng ta thấy metformin là một trong những cái thuốc điều trị đái tháo đường đầu tiên và cũng là một những thuốc mà sử dụng lâu đời nhất cho đến hiện nay. Và hiện tại thì metformin vẫn được coi là lựa chọn đầu tay cho nhóm bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 trong các khuyến cáo điều trị đái tháo đường. Với một cái bề dày kinh nghiệm sử dụng như vậy thì metformin đã chứng minh được về hiệu quả, tính an toàn như là ít nguy cơ hạ đường huyết, không làm tăng cân, và thuốc có nhiều ưu điểm như nhiều hàm lượng và giảm bào chế sẽ giảm giúp tác dụng phụ và tăng sự tuân thủ điều trị cho bệnh nhân. Xin chân thành cảm